Rất vui được gặp quý vị và các bạn trên kênh Sống An Vui. Quý vị và các bạn thân mến, ở nhiều vùng nông thôn, người ta thường dùng nấm lá này ăn sống kèm với nem tai, nem chua hoặc gỏi cá v.v. Đây được xem là nét ẩm thực độc đáo không còn xa lạ gì với người dân vùng quê. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên cạnh hương vị thơm ngon, loại lá này còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông còn gắn cho thứ lá này giống như sâm của người nghèo. Nói đến đây thì đã có quý vị nào đoán được thứ lá tôi đang nói đến là gì chưa ạ? Nếu chưa thì mời quý vị cùng đi tìm hiểu xem đó là loại lá gì và công dụng chữa bệnh của nó thần kỳ ra sao nhé! Bật mí là nó rất có lợi cho những người bị bệnh thận, mất ngủ hay phụ nữ đang cho con bú đấy ạ! Một nắm lá khô chữa cả trăm loại bệnh, nhà nào cũng có mà không biết. Cây đinh lăng có rất nhiều công dụng trong điều trị các chứng suy nhược nói chung. Rễ và lá đinh lăng là những bộ phận thường được dùng làm thuốc. Đối với lá đinh lăng, vị thuốc được dùng tươi hoặc dùng khô tùy thuộc vào điều kiện gia đình. Những công dụng chính của lá đinh lăng phơi khô đã được công nhận trong y học dân tộc gồm có: nước lá đinh lăng khô có tác dụng lợi tiểu, bồi bổ cơ thể suy nhược gây yếu, thải độc cơ thể, chữa cảm sốt, giã nát đắp, chữa chứng mụn nhọt, sưng tấy, cải thiện tình trạng dị ứng ngoài da, dị ứng thời tiết, mề đay, tác dụng an thần, chữa mất ngủ và tăng cường trí nhớ, hỗ trợ điều trị các trường hợp tiêu hóa kém, nhức đầu, ho ra máu. Đinh lăng khô chữa thấp khớp, đau nhức xương khớp, giải quyết tình trạng tắc tia sữa, tăng cường đề kháng cho phụ nữ sau sinh, chữa sưng và đau ngực, đảm bảo chất lượng và số lượng sữa, trị da mồ hôi chộp ở trẻ nhỏ, giúp trẻ ngủ ngon và ít quấy khóc. Đinh lăng là một vị thuốc tốt và dễ tìm tại Việt Nam. Các hoạt dược tính trong đinh lăng được ứng dụng phổ biến trong y học. Bởi vì hàm lượng dược tính cao nên khi phơi khô lá đinh lăng phải đúng cách. Nếu thực hiện sai quy trình thì vị thuốc mất dược tính và không đảm bảo công dụng lá đinh lăng phơi khô. Cách phơi lá đinh lăng để uống. Phần lá đinh lăng sau khi phơi khô có công dụng tốt cho những người có nhu cầu thải độc, thanh nhiệt. Phương thuốc tốt cho phụ nữ sau sinh bị mất sữa, tắc sữa và phòng ngừa bệnh hậu sản hiệu quả. Cách phơi lá đinh lăng để uống đơn giản, nhưng bạn nên chú ý thực hiện đúng quy trình để vị thuốc bảo toàn được dược tính. Hướng dẫn cách phơi khô lá đinh lăng như sau. Trước tiên cần chọn lá đinh lăng già, không bị sâu, sử dụng cả cọng và cuống lá. Đem lá đinh lăng rửa sạch, cho lá vào ngâm nước muối 20 phút và rửa lại với nước. Để đinh lăng ráo nước, sau đó cắt khúc bằng ngón tay và đem đi trải đều phơi nắng. Không nên phơi nắng gắt vì sẽ làm cháy lá. Khi phơi nên đảo lá đều và nhẹ tay. Phơi đến khi lá đinh lăng khô hẳn thì đợi cho lá nguội, bớt giòn cho vào túi ni lông, bảo quản nơi khô thoáng dùng dần. Phương pháp sấy lá đinh lăng khô. Bên cạnh cách phơi khô lá đinh lăng chữa bệnh, bạn cũng có thể sử dụng máy sấy khô để tiết kiệm thời gian. Đinh lăng cũng như các loại thảo dược khác giữ được dược tính khi sấy ở nhiệt độ thấp 50-60 độ C. Phương pháp sấy giúp giữ màu lá tươi và bảo quản được các vi chất tốt nhất. Hướng dẫn cách sấy lá đinh lăng khô chữa bệnh. Lá đinh lăng đem về rửa sạch và ngâm nước muối để ráo nước mới đem đi sấy. Cắt khúc đinh lăng thành đoạn 5-7 cm, cho vào máy sấy ở nhiệt độ 60 độ C. Chú ý không nên cắt nhỏ quá để tránh bị vụn khi sấy đinh lăng khô. Thông thường thời gian sấy 6 tiếng, nếu số lượng nhiều mất thời gian sấy lâu hơn. Trong lúc sấy nên kiểm tra lá đinh lăng mỗi giờ để kiểm tra độ giòn của lá. Cách xào lá đinh lăng để uống. Mục đích của xào vàng hạ thổ là giúp bảo quản vị thuốc lâu hơn. Sau khi xào vàng, dược liệu được đem đi hạ thổ sẽ hấp thu tinh túy của đất thời, từ đó phát huy hiệu quả chữa bệnh tốt hơn. Khi xào lá đinh lăng để uống, nếu dùng để sắc nước uống chữa bệnh thì xào luôn cả cành và lá đinh lăng. Ngược lại, nếu dùng lá đinh lăng làm gối cho trẻ em thì dùng lá xào và để giảm sóc khi trẻ nằm. Cách xào lá đinh lăng như sau. Chọn lá đinh lăng loại không quá già cũng không quá non để đảm bảo dược tính. Đem lá đinh lăng đi rửa sạch, không nên vò mạnh tay, vì khi lá nát sẽ mất hết vị thuốc. Ngâm đinh lăng trong nước muối 20 phút cho sạch và xả lại với nước. Đem lá đinh lăng được phơi trong bóng râm, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cho lá rút bớt nước. Cho lá vào chảo sau qua lửa và hạ thổ.
mục đích chính là để bảo dược vị thuốc và giữ độ dẻo của lá. Khi sao không nên để lửa to quá sẽ làm cháy lá, đợi đến khi lá nguội cho vào túi kín bảo quản. Cách bảo quản lá đinh lăng khô. Sau khi phơi khô lá đinh lăng, người bệnh nên sao kỹ lá đinh lăng qua lửa để bảo quản được lâu hơn. Để tránh mốc ẩm, bạn nên trữ đinh lăng khô trong túi ni lông buộc kín hoặc túi hút chân không. Bảo quản túi nơi cao ráo, thoáng gió và không để trực tiếp dưới nắng. Trong điều kiện thời tiết mưa phùn kéo dài hay hanh nồm thì việc bảo quản lá đinh lăng khô trong tủ kín để tránh ẩm mốc. Quý vị thân mến, trong y học dân tộc, công dụng của lá đinh lăng phơi khô trong trị bệnh được ghi chép lại rất nhiều. Cây thuốc này thường được điều chế bằng cách sắc lấy nước để uống hoặc hãm với nước như trà dùng hàng ngày. Khi phơi khô lá đinh lăng có mùi thơm đặc trưng rất dễ uống và có lợi cho sức khỏe. Cụ thể là nó có tác dụng giải độc, thanh nhiệt và cung cấp dưỡng chất giúp điều trị suy nhược cơ thể. Hơn nữa, khi kết hợp với các vị thuốc đông y khác có thể hỗ trợ chữa một số bệnh lý về tim mạch, xương khớp hiệu nghiệm. Sau đây là những bài thuốc từ lá đinh lăng phơi khô được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Mời quý vị cùng đoán xem. 1. Đinh lăng chữa mất ngủ. Công dụng được nhiều người biết đến của đinh lăng là chữa được chứng mất ngủ. Trong ghi nhận đông y, lá đinh lăng có tác dụng hiệu quả thông kinh lạc, giải phóng sự ức chế xuất hiện ở vỏ não bộ. Người cao tuổi thường xuyên trằn trọc khó ngủ, uống nước lá đinh lăng phơi khô thường xuyên sẽ hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về thần kinh tọa, phòng ngừa lão hóa sớm. Nếu bạn nhận thấy cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, xuống sức, thường xuyên mất tập trung do mất ngủ, nên áp dụng phương thuốc sau. Chuẩn bị 24g lá đinh lăng, 20g lá vông, 20g tang diệp, 12g tâm sen, 16g liên nhục. Đem tất cả các nguyên liệu đi rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn. Cho nguyên dược liệu vào nồi đun cùng 400ml nước trên lửa vừa. Đun đến khi hỗn hợp nước còn 150ml thì dùng uống khi còn nóng. 2. Đinh lăng khô chữa bệnh thận. Một công dụng ít được biết đến của đinh lăng khô là bổ thận, lợi tiểu, hỗ trợ bài tiết thuận lợi. Lá đinh lăng có tác dụng hiệu quả trong điều trị bệnh thận và nhất là sỏi thận. Vì thế, bệnh nhân đang mắc bệnh thận có thể uống lá đinh lăng mỗi ngày để hỗ trợ khắc phục bệnh. Cách thực hiện bài thuốc như sau. Lá đinh lăng khô 25g, lá vuông 20g, liên nhục 16g, tâm sen 12g và tang diệp 20g. Đem tất cả các nguyên liệu đi rửa sạch và để ráo nước, sau đó đun cùng 400ml nước. Đun đến khi thuốc sắc còn khoảng 150ml nước, chia thành 2 lần uống trong ngày. 3. Trị chứng tắc sữa và sưng đau vú sau sinh. Phụ nữ sau sinh bị mất sữa, tắc sữa có thể dùng đinh lăng tươi hoặc khô để hãm nước uống hàng ngày. Các dưỡng chất có trong đinh lăng cải thiện chất lượng sữa nhanh chóng và thúc đẩy tuyến sữa hoạt động. 4. Nước lá đinh lăng chữa ho lâu ngày. Một công dụng lá đinh lăng phơi khô được nhiều người áp dụng trong chữa ho khan, ho có đờm lâu ngày. Đối với trường hợp ho dai dẳng lâu ngày, dùng thuốc tây khoảng 3 ngày không khỏi, có thể thử uống nước lá đinh lăng đã sau khô. Trong đinh lăng có thành phần vitamin và các chất chống viêm tự nhiên có thể khắc phục sự phát triển của virus, mầm bệnh gây ho. Cách thực hiện: sử dụng 50g lá đinh lăng phơi khô, sao vàng cùng vài lát gừng tươi. Cho hỗn hợp đun với lửa nhỏ, uống thay nước mỗi ngày. Uống liên tục trong nhiều ngày sẽ nhận thấy cơn ho thuyên giảm nhanh chóng. 5. Lá đinh lăng khô làm gối cho bé. Gối đinh lăng khô có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, giúp trẻ nhỏ ngủ ngon và lấn át mùi mồ hôi, mùi sữa. Ngoài ra, đinh lăng dưới gối cũng giúp củng cố thông kinh lạc, giải phóng sự ức chế xuất hiện ở vỏ não bộ, nơi đầu nằm của trẻ. Từ đó trẻ được thoải mái, dễ chịu, không ra mồ hôi trộm hay giật mình khi ngủ. Cách thực hiện: phụ huynh chuẩn bị lá đinh lăng, loại lá già đã qua phơi khô và được sao vàng hạ thổ. Chuẩn bị vỏ gối loại mỏng. Lưu ý, nên dùng lá đinh lăng không chứa cọng hay cuồng lá vì cọng cứng có thể gây đau cho bé khi nằm. Trước khi cho lá đinh lăng vào gối, lót trước lớp bông gòn rồi cho thêm lá đinh lăng khô, tỷ lệ 2 bông gòn, 1 lá đinh lăng vào trong. Dùng tay dàn đều đinh lăng dưới lớp bông gòn, sau đó đóng vỏ gối lại cho kín, lót đầu cho bé ngủ.
6. Đinh lăng chữa mề đay, mẩn ngứa. Lá đinh lăng phơi khô có tính kháng viêm mạnh. Nước lá đinh lăng được đánh giá mang đến hiệu quả trong điều trị nổi mề đay, mẩn ngứa do dị ứng. Có thể kết hợp uống lá đinh lăng phơi khô và đắp đinh lăng tươi ngoài da để tăng cường hiệu quả điều trị. Cách thực hiện: chuẩn bị từ 50g lá đinh lăng khô, rửa sạch để ráo nước. Cho đinh lăng khô vào ấm sắc với 500ml nước đến khi sôi. Đun nước đến khi hỗn hợp cạn, còn 250ml nước thì tắt bếp. Dùng nước này uống khi còn ấm, nên uống sau bữa ăn. Áp dụng trong 10 ngày, kết hợp đắp đinh lăng sẽ thấy hiệu quả. Ngoài tác dụng trị bệnh thì nước lá đinh lăng còn có ứng dụng trong lĩnh vực làm đẹp cho phụ nữ. Tác dụng của nước lá đinh lăng trong lĩnh vực làm đẹp. 1. Làm trắng da. Làm trắng da bằng lá đinh lăng là một trong những phương pháp được đánh giá cao, hiệu quả và an toàn cho phụ nữ. Lá đinh lăng có các axit amin như methionine, cysteine, alacose, glucose, đặc biệt là các vitamin B có tác dụng hiệu quả đến quá trình dưỡng trắng da. Nguyên liệu: lá đinh lăng, lá mây, quả chanh, xả. Cách thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu trên, cho lá đinh lăng, lá mây, xả và lượng nước vừa đủ dùng vào nồi, đun sôi trong 5-10 phút. Chờ nước nguội một chút rồi lọc bỏ phần lá. Cho nước vào bồn tắm, sau đó vắt chanh vào hỗn hợp trên. Tiến hành ngâm mình trong bồn tắm. Ngoài ra, có thể dùng khăn xô lau mình bằng nước lá đinh lăng cũng rất tốt cho việc chăm sóc da. Có thể dùng nước lá đinh lăng xông hơi làm trắng da mặt. Trước khi xông hơi thì phải rửa mặt và làm sạch sâu các lỗ chân lông. Sau đó nấu nước lá đinh lăng cùng các nguyên liệu rồi xông hơi trong 5-10 phút. Kết hợp ngâm mình và xông hơi bằng lá đinh lăng sẽ cho hiệu quả làm trắng cao, góp phần đẩy lùi các hắc tố melanin, giúp tái tạo collagen, làm làn da hồng hào khỏe mạnh. Mỗi tuần nên thực hiện phương pháp này từ 2-3 lần, kết hợp giữa việc tắm và xông hơi. 2. Trị mụn. Ngoài công dụng làm trắng da thì lá đinh lăng còn có công dụng trị mụn. Cách làm như sau: dùng một ít lá đinh lăng rửa sạch, sau đó dã nhuyễn cùng với một ít muối. Dùng hỗn hợp này đắp lên vùng da có mụn, sau khi thấy lá khô lại thì rửa sạch bằng nước. Một ngày làm một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và nên kiên trì thực hiện phương pháp trên trong vòng 2 tuần, sẽ thấy các nốt mụn được cải thiện đáng kể, da mặt trở nên hồng hào, láng mịn. Ngoài các công dụng trên thì lá đinh lăng rất hữu ích với những người làm việc trí óc, giúp tăng cường trí nhớ, an thần, trị các bệnh suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, các bệnh về thận, sỏi thận có tác dụng như củ đinh lăng. Lưu ý, khi sử dụng nước lá đinh lăng thì chỉ sử dụng trong ngày, không để qua ngày hôm sau. Kiêng kỵ và lưu ý khi sử dụng vị thuốc đinh lăng. Bất kỳ vị thảo dược nào cũng có thể mang lại những phản ứng phụ nếu người bệnh sử dụng sai cách hoặc quá lạm dụng chúng. Những lưu ý khi dùng lá đinh lăng phơi khô chữa bệnh sau sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi dùng vị thuốc này. Cây đinh lăng khô có thể gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy ở những người bị hội chứng ruột kích thích. Dấu hiệu cơ thể dung nạp nhiều saponin gồm có mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt và tiêu chảy. Chú ý, nên sử dụng lá đinh lăng từ 3 tuổi trở lên để phơi khô mới đảm bảo được lượng dược tính. Bên cạnh việc điều trị bằng dược liệu, người bệnh có thể chế biến các món ăn từ lá đinh lăng để bổ sung dinh dưỡng. Đinh lăng phơi khô được đánh giá là vị thuốc mang đến nhiều công dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, ở mỗi người bệnh, với đặc điểm cơ địa khác nhau và cây thuốc có thể phát huy hiệu quả nhanh hoặc chậm, nếu đã sử dụng đinh lăng chữa bệnh trong thời gian 2-3 tuần mà không nhận thấy sự chuyển biến, bạn nên tìm đến phương thuốc điều trị khác hiệu quả hơn. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã giúp quý vị hiểu rõ về tác dụng của lá đinh lăng phơi khô mang lại, từ đó biết cách tận dụng hiệu quả công dụng của nguyên liệu này để bồi bổ, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, trước khi áp dụng bất cứ bài thuốc y học cổ truyền nào, quý vị hãy tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn để nhận được hướng dẫn đúng cách. Chúc quý vị áp dụng thành công!